Người ấy không bao giờ quên được khoảnh khắc bạn soi sáng tâm hồn của người ấy. Từ khi gặp bạn, cuộc đời của người ấy thay đổi hoàn toàn. Trước đây, người ấy thường xuyên mệt mỏi, mất cân bằng trong cuộc sống. Bởi vì những tổn thương từ quá khứ, người ấy luôn đeo mang bên mình. Mặc dù có đầy đủ những cuộc sống vật chất, nhưng không thể nào làm cho người ấy cân bằng và thỏa mãn. Bởi vì người ấy luôn bị chi phối bởi những thế lực tiêu cực từ bên ngoài. Từ khi gặp bạn, chính tình yêu trong sáng chân thành của bạn, chính tình yêu vô điều kiện của bạn đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trái tim của người ấy. Bạn đã vươn cánh tay của mình, níu lấy tay của người ấy, dìu dắt người ấy vượt qua bóng tối của chính mình, để giúp người ấy nhìn thấy được sự thật rằng tất cả những gì xảy ra là cho người ấy. Khi nhìn lại những trải nghiệm của mình, người ấy không còn chỉ trích, oán hận, đổ lỗi, mà người ấy dễ dàng sống trong rung động của lòng biết ơn. Người ấy biết ơn tất cả những gì người ấy đã trải qua để gặp được bạn, để người ấy trải nghiệm được tình yêu chân thành đích thực là gì. Người ấy gặp được một người sẵn sàng cam kết, kiên định lựa chọn tình yêu để cùng với người ấy đối diện với tất cả những thăng trầm trong đời người. Chính tình yêu của bạn đã làm lay động trái tim người ấy, làm người ấy biến đổi, ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi chúng ta tin tưởng vào tình yêu và từ nhận thức, mỗi cá nhân cần phải có trách nhiệm với tình yêu chung của cả hai. Sử dụng nguồn tài nguyên vô tận bên trong mình để hỗ trợ cho nhau phát triển trên hành trình cá nhân của mình và cùng nhau xây dựng tình yêu ngày càng sâu đậm bền chặt, chúng ta mới có thể thực chứng được tình yêu đích thực ở cuộc đời này. Và chính tình yêu của chúng ta, đó là ngọn hải đăng ánh sáng, trí tuệ, soi sáng con đường cho những người xung quanh, làm lời lạc cho cuộc đời này. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.